phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Hướng dẫn: khi một nội dung bằng tiếng Việt vừa được máy phát xong, các bạn sẽ có 2 giây để suy nghĩ, và ngay sau khi nghe tiếng, các bạn liền phiên dịch sang tiếng Anh với nội dung tương ứng. Chương 2: thức ăn. Bài 4: tiệm mới. Câu 1: bánh quy của cửa hàng này vừa mới ra lò, $20 6 cái. Their cookies are just freshly made from the oven. They are 6 for $20. Câu 2: chà chà, nghe có vẻ là giá hời đó. Em muốn mua 12 cái. Sounds like a good bargain. I want 12. Câu 3: anh ơi, hãy nhìn ổ bánh bông lan cuộn đằng kia kìa. Trông ngon quá. Em tính mua một cái. Honey, look at the Swiss roll over there. They look delicious. I'm thinking about buying one. Câu 4: anh có thể nếm trước khi mua mà. Ở đây người ta cho mình nếm thử từ quầy đó anh. You can taste it before you buy it. They have food tasting at a counter. Câu 5: anh bắt đầu thích tiệm bánh này rồi đó nghe. I'm starting to love this bakery. Câu 6: nó là một trong những tiệm bánh ưa thích nhất của em đó. It's one of my favorite bakeries. Câu 7: trời, lẽ ra em nên nói cho anh biết sớm hơn chứ. Anh rất là mê bánh quy. Really? Actually, you should told me earlier. I am a cookie lover.